Trump-Harris quyết chiến tại tiểu bang chiến trường có ảnh hưởng lớn nhất. Siêu bão Minton và ảnh hưởng tới bầu cử Mỹ. Dấu hiệu lo ngại cho bà Harris trước thềm bầu cử. Trump-Harris quyết chiến tại tiểu bang chiến trường có ảnh hưởng lớn nhất. Thưa quý vị và các bạn, càng về những ngày vận động tranh cử cuối cùng, bầu cử Tổng thống Mỹ càng trở nên kịch tính hơn bao giờ hết. Nếu như cách đây không lâu, lợi thế rõ ràng thuộc về bà Kamala Harris của Đảng Dân Chủ tại một số bang chiến địa, thì tới thời điểm này, ông Trump dường như đang có sự bứt phá ngoạn mục, dẫn điểm bà Harris tại bang chiến trường được cho là quan trọng hàng đầu trong cuộc bầu cử năm nay. Theo kết quả thăm dò vừa được công bố hôm 8 tháng 10 của Insider Advantage, một trong những đơn vị khảo sát hàng đầu nước Mỹ về bầu cử Tổng thống, ứng viên của Đảng Cộng Hòa, ông Donald Trump, giành được 49% tỷ lệ ủng hộ và Phó Tổng thống Kamala Harris giành được 47% sự ủng hộ tại bang chiến trường quan trọng nhất Pennsylvania. Khoảng 2% số người được hỏi chọn ứng viên khác và 2% còn lại chưa quyết định. Cách biệt dẫn trước của cựu Tổng thống nằm trong phạm vi sai số của khảo sát. Cuộc khảo sát này được thực hiện vào ngày 7 và ngày 8 tháng 10 ở 800 cử tri tại Pennsylvania, gần một tháng trước thời điểm cử tri đi bỏ phiếu. Cuộc thăm dò tuần trước của Emerson College Polling và Real Clear Pennsylvania cho thấy hai ứng viên có tỷ lệ ủng hộ bằng nhau là 48%. Một cuộc khảo sát của AARP cùng thời điểm cho thấy bà Harris dẫn trước ông Trump 2 điểm phần trăm tại Pennsylvania với tỷ lệ lần lượt là 49% và 47%. Ông Donald Trump dường như đang lấy lại động lực tại Pennsylvania khi số cử tri độc lập, lớn tuổi và người Mỹ gốc Phi ủng hộ ông ấy ngày càng tăng hoặc duy trì ổn định. Cả hai ứng cử viên đều mong muốn giành được 19 phiếu đại cử tri tại Pennsylvania, một trong 7 bang chiến trường có thể định đoạt kết quả bầu cử năm nay. Còn nhớ, Tổng thống Biden đã giành chiến thắng ở bang này vào năm 2020 với cách biệt chỉ hơn 1 điểm phần trăm số phiếu bầu so với ông Trump. Và Kamala Harris và ông Donald Trump đều đang đổ rất nhiều tiền, thời gian và năng lượng vào một bang chiến địa quan trọng hơn bất kỳ nơi nào khác. Thực sự rất khó khăn với cựu Tổng thống hoặc Phó Tổng thống Kamala Harris để giành đủ ít nhất 270 phiếu đại cử tri nếu không thắng tại Pennsylvania. Khi Phó Tổng thống Kamala Harris đưa ra chương trình nghị sự kinh tế của mình, bà đã đến Pittsburgh. Khi công bố người liên danh tranh cử, bà đã đến Philadelphia. Và khi phải chọn một địa điểm cho cuộc meeting đầu tiên của ông Barack Obama vào ngày 10 tháng 10 này, bà quay trở lại Pittsburgh. Cả hai thành phố đều thuộc Pennsylvania. Cựu Tổng thống Trump cũng dành phần lớn ngân sách quảng cáo của mình tại bang này và đã tổ chức nhiều cuộc meeting tại tiểu bang hơn bất kỳ chiến trường nào khác kể từ khi bà Harris tham gia cuộc đua, trong đó có 2 cuộc vào ngày 9 tháng 10 và 3 cuộc trong tuần trước. Có 7 chiến trường chính trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024, tất cả đều rất quan trọng. Nhưng Pennsylvania nổi bật là tiểu bang mà các chiến lược gia hàng đầu của bà Harris và ông Trump đều đánh dấu là có khả năng làm thay đổi cuộc bầu cử nhất. Một phần vai trò quan trọng của Pennsylvania là quy mô tuyệt đối của nó. 19 phiếu đại cử tri của tiểu bang là giải thưởng lớn nhất cho bất kỳ chiến trường nào. Một phần là do các kết quả thăm dò ý kiến, hai đối thủ gần như hòa nhau ở bang này cho nhiều tháng, và một phần là do toán học. Thật khó khăn cho ông Trump và bà Harris để đạt được 270 phiếu đại cử tri mà không có chiến thắng tại Pennsylvania. Điều khiến Pennsylvania trở nên hấp dẫn, khó hiểu đối với cả hai đảng đó là sự kết hợp bất thường giữa các lực lượng nhân khẩu học và địa lý của tiểu bang. Một cuộc khảo sát do New York Times và CNN công bố hôm 8 tháng 10 cho thấy, ứng viên Tổng thống Đảng Cộng Hòa Donald Trump cũng đang dẫn trước Phó Tổng thống Kamala Harris 13 điểm phần trăm tại Florida. Ở bang Texas, nơi có truyền thống ủng hộ Đảng Cộng Hòa, ông Trump thậm chí dẫn tới cách biệt 6 điểm phần trăm. Kết quả này có thể giáng toàn mạnh vào những thành viên Đảng Dân Chủ tin rằng tỷ lệ ủng hộ ở Florida và Texas có thể thay đổi sau khi Phó Tổng thống Harris thay thế Tổng thống Joe Biden trong vai trò ứng viên Tổng thống của Đảng. Florida từng là bang chiến trường, song ông Trump đã giành chiến thắng tại đây trong cuộc bầu cử năm 2016 và 2020. Bang cũng đang có xu hướng nghiêng về Đảng Cộng Hòa nhiều hơn trong những năm gần đây. Trong khi đó, Texas không bầu cho ứng cử viên Đảng Dân Chủ nào kể từ năm 1976. Hãng Fox News hôm 9 tháng 10 cũng đã đề xuất tổ chức cuộc tranh luận lần thứ hai giữa ông Trump và bà Harris sau lần đối đầu giữa hai ứng viên vào tháng trước. Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau đó, ông Trump lên tiếng bác bỏ khả năng này. Ông cho biết các cuộc bỏ phiếu đã sớm bắt đầu và sẽ không có màn tái đấu nào. Ông nhấn mạnh bà Harris nói sẽ hành động như ông Joe Biden, vì thế không cần phải tranh luận nữa. Bầu cử Mỹ 2024 và trận chiến chính trị lớn về siêu bão Minton. Tranh cãi chính trị xung quanh siêu bão Minton đã trở thành tâm điểm trước khi cơn bão tàn phá Florida.
bão Minton không chỉ gây ra thiệt hại lớn về vật chất mà còn khơi dậy cuộc đối đầu gay gắt giữa hai phe chính trị, giữa Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa. Cơn bão Minton trở thành tâm điểm cuộc đối đầu chính trị giữa hai đảng và sự chia rẽ đảng phái không chỉ làm phức tạp hóa các nỗ lực cứu trợ mà còn đẩy cao nguy cơ lan truyền các thông tin sai lệch. Đặc biệt là khi mới đây, ông Trump liên tục sử dụng các cơn bão như một công cụ chính trị. Sau khi khai thác cơn bão Helen cho mục đích chính trị, ông Trump tiếp tục làm dậy sóng bằng những tuyên bố về nỗ lực cứu trợ của chính quyền Biden-Harris. Việc ông Trump tận dụng các thảm họa thiên nhiên để chỉ trích chính quyền đương nhiệm không phải là điều mới mẻ. Ông đã cáo buộc Phó Tổng thống Kamala Harris và chính quyền Mỹ không thể đối phó hiệu quả với các tình huống khẩn cấp. Những tuyên bố như việc chính phủ bỏ qua các bang do Đảng Cộng hòa lãnh đạo hay lạm dụng ngân sách cho người di cư đã bị các quan chức liên bang bác bỏ nhưng vẫn tạo ra sự chia rẽ trong lòng cử tri. Đối với Phó Tổng thống Kamala Harris, bão Minton là một phép thử lớn về khả năng lãnh đạo và đối mặt với khủng hoảng. Cơn bão này mang đến cho bà cơ hội để chứng minh khả năng kiểm soát tình hình và thể hiện sự đồng cảm với những nạn nhân. Tuy nhiên, bất kỳ sự chậm trễ hoặc thất bại nào trong công tác cứu trợ liên bang đều có thể ảnh hưởng đến Phó Tổng thống Mỹ trước thềm bầu cử. Những nỗ lực của Phó Tổng thống Kamala Harris đối phó với Minton đã bắt đầu từ sớm, khi bà đã liên tục xuất hiện trên các phương tiện truyền thông để cảnh báo về nguy cơ thông tin sai lệch của ông Trump. Bà nhấn mạnh rằng cuộc khủng hoảng này không nên trở thành một chủ đề chính trị, mặc dù chính bản thân cuộc tranh cãi về bão Minton đã bị chính trị hóa sâu sắc. Ngược lại, cựu Tổng thống Trump nhiều lần chứng minh rằng ông không ngần ngại tận dụng bất kỳ tình huống nào để đạt được lợi ích chính trị. Ông khai thác cơn bão Helen, cáo buộc chính quyền Biden-Harris yếu kém, không đủ khả năng đối phó với các vấn đề cấp bách. Trong bối cảnh Minton tiến vào Florida, ông tiếp tục chỉ trích chính quyền của Tổng thống Biden và bà Harris, cho rằng họ thiếu khả năng lãnh đạo và đồng cảm với người dân Mỹ. Dấu hiệu gây lo ngại cho bà Harris trước thềm bầu cử. Kết quả khảo sát cho thấy tỷ lệ người Mỹ cảm nhận tiêu cực về bà Harris đang có xu hướng tăng và có thể tác động xấu tới chiến dịch tranh cử của Phó Tổng thống. Bà Kamala Harris ngày 27 tháng 9 đến thành phố Douglas, bang Arizona để vận động tranh cử. Đây là lần đầu tiên bà đến khu vực biên giới Mỹ-Mexico trong chiến dịch, mang theo thông điệp thắt chặt quy định xin tị nạn và tuyên bố ngăn chặn thuốc gây nghiện fentanyl vào Mỹ là ưu tiên hàng đầu. Vài ngày trước đó, tại Pennsylvania, bà có bài phát biểu vạch ra tầm nhìn về nền kinh tế Mỹ, công kích đối thủ Đảng Cộng Hòa, chỉ quan tâm đến việc cải thiện cho cuộc sống bản thân và những người tương tự, những nhóm giàu nhất ở Mỹ. Thông điệp của bà Harris thu hút sự chú ý lớn từ cử tri Mỹ, nhưng dữ liệu thăm dò cũng cho thấy một xu hướng mới xuất hiện, mang theo tín hiệu cảnh báo đến chiến dịch của bà Harris. Theo đó, tỷ lệ người dân Mỹ biết thêm thông tin về Phó Tổng thống giảm dần từng tuần sau cuộc tranh luận giữa bà với ông Trump hôm 10 tháng 9. Trong cùng thời gian này, cảm nhận của người Mỹ đối với những điều họ nghe về bà Harris ngày càng tiêu cực hơn. Trong nhóm đã nghe, đọc hoặc thấy bà Harris, từ dối trá là cụm từ được nhắc đến nhiều thứ tư khi họ liên tưởng đến Phó Tổng thống, sau biên giới, thăm dò và chiến dịch tranh cử. Trước Đại hội Toàn quốc Đảng Dân Chủ hồi tháng 8, từ dối trá thậm chí không còn nằm trong nhóm 20 từ được nhắc đến nhiều nhất. Về phía ông Trump, các âm mưu ám sát nhằm vào ông vẫn là yếu tố thu hút sự chú ý của công chúng. Vấn đề nhập cư phần nào mờ nhạt, còn dư luận về cuộc gặp giữa cựu Tổng thống với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào tháng trước bắt đầu nổi lên. Thăm dò gần đây nhất cho thấy 64% người tham gia nói họ thấy, nghe hoặc đọc về bà Harris, còn tỷ lệ dành cho ông Trump là 68%. Đây là tuần thứ tư liên tiếp ông Trump dẫn trước bà Harris ở hạng mục này. Tỷ lệ này cũng giảm đáng kể so với tuần trước đó. Ông Trump giảm 7 điểm phần trăm, còn bà Harris giảm 5 điểm phần trăm. Kết quả thăm dò nhìn chung cho thấy ông Trump và bà Harris vẫn cạnh tranh rất xích sao. Trong khi đó, tháng 10 là khoảng thời gian thường xuất hiện các yếu tố bất ngờ cho bầu cử, được gọi là bất ngờ tháng 10. Một gợn sóng nhỏ trong quan điểm của công chúng cũng có thể xoay chuyển cục diện ở các bang chiến trường, nơi thắng thua đôi khi chỉ phân định bằng vài chục nghìn phiếu bầu.